Đèn này nặng bao nhiêu ký? Có nhiều anh em sợ là đèn nặng quá rồi mình máng lên hồ trên đây nè, nó ảnh hưởng tới hồ. Thì bây giờ mình cân là cân chính xác cái đèn này nặng bao nhiêu trăm gram hoặc là bao nhiêu ký nha. Hiện tại cái cân của mình là để đúng cân nha anh em, mình để một cái đèn này thôi, còn mấy cái tinh khác thì mình không có cân hết. Mấy cái này là anh em máng thành hồ hay là anh em để ở đâu đó, còn mình chỉ quan trọng cái này, tại cái này là máng trực tiếp lên hồ đó. Thì mình để lên cũng sắp xỉ là ký mốt đó, ký mốt nó nhẹ. Thứ hai nữa là tỏ nhiệt ra, đèn này cũng tỏ nhiệt anh em, nhưng mà nó không có nóng. Anh Nhật bên gia cô anh in ở trên đây là bao nhiêu watt điện đây luôn, mình cho anh em thấy. Tỏ cá là 50 watt, bối là 49, thăm cá là 56 watt, là tăng ninh là 25 watt. Thì mình tăng ninh như vậy là hai hàng led và một cái UV, nó chỉ có 25 watt thôi. Anh em thấy nó cực kỳ tiết kiệm điện hơn là những cây đèn mà anh em tăng ninh kiểu bình thường truyền thống đó. Trọng lượng cũng nhẹ, tỏ nhiệt ít. Có nhiều anh em nói là mình BR hay là gì đó, mình không quan tâm. Tại vì mình đang xài cái đèn này thì mình nói đèn này, còn mình xài những cái đèn khác thì mình nói những cái cảm nhận của mình và những cái thực tế mình xài, chứ không phải là mình đưa lên đây mà để là lùa gà hay là gì hết. Có nhiều anh em mình tư vấn anh em mình cũng biết ha. Thì mình để anh em tăng lên thì cũng nhẹ nhàng thôi. Rồi hộp này là mình chế nha. Còn anh em mua cây blue cái 501 nó có móc treo như thế này, thì có móc treo chuyên dụng của bên Gia Cô. Còn kẹp đèn lên đây là mình áp sát vào hồ. Có nhiều anh em sợ là hồ kiến nó chày, chày thì mình lót thêm một cái mod ở trên đây buộc cái thun lại, để đây cô không sao, không phải nó. Thì mình làm cái clip là mình đã cân chính xác cho anh em.